Rồi, xin chào các em nhé. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong tiết số 1, tuần 24, sách thực hành tiếng Việt và toán lớp 5. Các em nhớ là trên kênh của chúng mình thì chương trình sách giáo khoa lớp 5, bộ sách đại trà cũng như là bộ sách theo mô hình trường học mới hay còn gọi là sách VN thì thầy đã làm chúng ta đầy đủ chi tiết vở bài tập tập 1, tập 2, luyện toán tập 1, tập 2. Bài tập thực hành tập 1, tập 2, tất cả đều đã có ở trên kênh. Các em nhớ tìm để các em học nha. Và đặc biệt là trên kênh của chúng mình thì bài tập phát triển năng lực của môn toán, các cái đề kiểm tra giữa kỳ 1, giữa kỳ 2, cuối kỳ 1, cuối kỳ 2 để tuyển sinh vào lớp 6, trường chuyên, lớp chọn môn toán đều có ở trên kênh rồi. Bây giờ thì mời các em mở sách của chúng mình ra trang số 41 để chúng ta cùng vào cái tiết học hôm nay. Đấy, như vậy chúng ta sẽ đến với cái bài số 1 này. Người ta cho này, một cái hình lập phương có cạnh là 3cm tính. À, như vậy thì các em cần phải nhớ được về hình lập phương này, đúng không? Đây, hình này hình lập phương đúng không? Hình lập phương cạnh của nó là 3cm. Đó. Như vậy cạnh ở đây là 3cm này. Và chúng ta cần tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và tính thể gì? Thể tích. Vậy thì các em cần nhớ công thức tính diện tích xung quanh của hình lập phương thì sẽ bằng cạnh nhân với cạnh rồi nhân với mấy? Nhân với 4, đúng không? Rồi, diện tích toàn phần tức là S toàn phần này, thì lại bằng cạnh nhân với cạnh rồi nhân với 6 này. Thể tích này, tức là V này, thì bằng cái gì nhỉ? À, cạnh nhân với cạnh rồi lại nhân với gì? Với cạnh. Đó. Vậy bây giờ câu này mình có dữ liệu chưa? Có cạnh chưa nào? Đó, cạnh bằng 3 rồi. Thì mình chỉ việc thay gì? Thay số vào cái công thức này để mình làm. Đúng không? Rồi, vậy mình sẽ giải này. Câu A nhé. Câu A này. Diện tích xung quanh của hình lập phương là... Đúng chưa nào? Diện tích xung quanh. Diện tích xung quanh hình lập phương đó là, được chưa? Hình lập phương đó là, đó, các em áp dụng công thức cạnh tức là A ở đây là 3 này, nhân với 3 này, nhân với mấy các em? Nhân với 4 này, đúng chưa nào? Vậy thì 3 nhân 3 là 9, 9 nhân với 4 thì bằng bao nhiêu? 3, 36 cm gì? Vuông. Được chưa? Xong. Tương tự như vậy, bây giờ mình sẽ tính câu B. Mình sẽ trả lời là diện tích gì các em? À, diện tích toàn phần thôi, đúng không? Dễ như ăn kẹo, đúng không nào? Diện tích toàn phần hình lập phương đó là, được chưa? Đó, thì mình cũng sẽ áp dụng công thức S toàn phần bằng A tức là 3 nhân với 3 rồi nhân với gì? Nhân với 6, đúng không? Vậy thì 3 nhân 3 là 9, 9 nhân 6 bằng 5, 54, đơn vị là cm gì? Vuông. Được chưa? Rồi, câu C này. Câu C mình sẽ trả lời là thể gì các em? Thể tích. Thể tích hình lập phương đó là, đúng chưa? Đó, vậy thì thể tích mình lại áp dụng công thức là gì? Cạnh nhân với cạnh rồi lại nhân với gì? Với cạnh tức là 3 nhân với 3 rồi lại nhân tiếp cho gì? Cho 3, đúng không nào? 3 nhân 3 là 9, 9 nhân 3 là 20 mấy, 27. Và các em nhớ đơn vị của thể tích phải là gì? cm khối nhé. Được chưa? Và đến đây thì các em chỉ việc điền gì? Điền đáp số vào thôi. Đáp số câu A bao nhiêu? 36 cm gì? Vuông này. Câu B này, 50 mấy, 54 cm vuông này. Và câu C này là
27 cm gì khối. Xong rồi, chúng ta sẽ đến với bài số 2. Viết số đo thích hợp vào cái ô trống. À, người ta cho mình nè, đây là, nhớ là hình hộp chữ nhật nha, chiều dài, chiều rộng, chiều cao, tính diện tích của một mặt đáy, tính diện tích xung quanh, rồi tính gì, tính thể tích. Vậy thì với hình hộp chữ nhật họ cho mình hai hình nè. Hình hộp chữ nhật thì chúng ta nhớ nè, công thức tính nè, diện tích của một mặt đáy nè, đúng không, tức là S của đáy nè, chính là diện tích của cái gì các em? Chính là diện tích của một hình chữ nhật, đúng không? Tức là sẽ bằng A nhân với B. Được chưa? Rồi, diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật, tức là S xung quanh, thì sẽ bằng là chu vi. Chu vi của gì? Của đáy nè, nhân với chiều, chiều cao. Được chưa? Thể tích của hình chữ nhật ký hiệu là V thì bằng chiều dài là A, nhân với chiều rộng là B, và nhân với chiều cao là C. Các em hiểu chưa nào? Đó. Vậy bây giờ mình sẽ áp dụng công thức ở đây. Thì yêu cầu nè, tính diện tích đáy, diện tích xung quanh và thể tích của cái hình hộp chữ nhật có chiều dài nè, chiều rộng nè, chiều cao nè. Vậy thì ở đây S đáy tức là diện tích của một cái hình chữ nhật, chiều dài 12, chiều rộng là mấy? Là 7. Đúng không? Vậy thì đây sẽ bằng bao nhiêu? 12 nhân với gì? Nhân với 7 thôi. Đúng không? Chúng ta nhân lên. 7 nhân 2 bằng 14. Viết 4 nhớ. Nhớ 1. 7 nhân 1 là 7. 7 nhớ 1 sẽ là 8. Như vậy đây sẽ là 84. Đơn vị là cm gì? Vuông. Được chưa? Đấy, vậy thì diện tích xung quanh xong nhá. Rồi, à xin lỗi, diện tích một mặt đáy xong nhá. Bây giờ tính đến diện tích xung quanh nè, thì phải là có chu vi đáy này, có chiều cao đây rồi. Vậy thì chu vi đáy mình chưa biết nè, buộc mình phải tính chu vi của đáy, đúng không? Vậy thì chu vi của các anh này sẽ bằng nè, chu vi của đáy đây chính là chu vi của hình chữ nhật có chiều dài 12 cộng với chiều rộng là 7, đúng không? Nhân với gì? 2. 12 cộng 7 là 19, 19 nhân 2 thì sẽ là 30 mấy? 38, đúng không? Rồi, vậy thì S xung quanh của cái hình này sẽ bằng chu vi đáy, tức là 38 nhân với chiều cao là nhân cho gì? Cho 5. Được chưa? Rồi, các em nhân lên. 8 nhân 5 bằng 40, viết 0 nhớ gì? Nhớ 4 nè. 5 nhân 3 15. 15 nhớ 4 là 10. 19, như vậy đây sẽ bằng 190 cm gì? Vuông. Nhớ cái bước là chu vi đáy này nhá. Nhiều em là bị quên cái bước này là chúng ta sai đấy. Rồi, tương tự như vậy thì thể tích thì bằng dài nhân với rộng nhân với chiều cao. Được chưa? 12 nhân 7 nhân 5 thì các em sẽ được kết quả là bao nhiêu? 420 gì? 20. Đó, 420. Nhớ đơn vị đây phải là cm gì? Khối. Đó. Rồi. Như vậy xong cái hình thứ nhất. Sang cái hình thứ hai này. Hình thứ hai này thì nó chỉ khác một chút là cái gì? Đây là những cái số họ cho mình là cái gì? Phân số thôi. Thì mình chỉ việc thay vào thôi chứ không có gì là khó hết, đúng không? Vậy thì đầu tiên diện tích một mặt đáy này bằng dài 7,3 nhân với rộng ở đây là nhân cho 8 phần gì? 8 phần 5. Đó, vậy thì nó sẽ bằng 7 nhân 8 trên 3 nhân với gì? Với 5. Phải chưa nào? Vậy thì 7 nhân 8 bằng 56, 3 nhân 5 là 10, 15. Như vậy thì đây sẽ bằng bao nhiêu? 56 trên 10, 15. Đơn vị là mét gì? Mét vuông. Được chưa? Rồi, giờ để tính được diện tích xung quanh của anh này thì mình cũng lại phải tính chu gì? Chu vi của đáy. Đúng không? Chu vi đáy ở đây thì chính bằng chiều dài là 7/3 cộng với chiều rộng là 8/5.
được bao nhiêu chúng ta nhân cho gì? Nhân cho 2. Đúng chưa? Rồi vậy thì giờ mình sẽ quy đồng hai cái này. Mẫu chung đây sẽ là 15. 7 nhân với 5 là 35. Trên 10 15 nè. Cộng với nè, 3 nhân 8 là 24 trên 10 15 nhân với 2. Được chưa? Đến đây các em hiểu rồi đúng không? Vậy thì đến đây chúng ta chỉ việc tử cộng tử và giữ gì? Giữ mẫu. 5 cộng 4 là 9 nè. 3 cộng 2 là 5. Trên 10 15 nhân cho mấy? Nhân cho 2. Đến đây thì sẽ bằng 59 nhân 2 chia 10 15. Được chưa? Rồi vậy các em nhân lên. 9 nhân 2 18, viết 8 nhớ 1. 5 nhân với 2 là 10, 10 nhớ 1 là 10 11. Đúng không? Trên 10 15. Được chưa? Thầy kiểm tra lại 75 35 83 24 cộng vào 59. Rồi 9, 2, 18, viết 8 nhớ 1, 5, 2 là 10. Rồi đây sẽ bằng bao nhiêu? 115, à 118 trên 15. Chúng ta có thể rút gọn được không? Cùng chia được cho 3 không? 11 chia cho 3 thì được 3. 33 là 9. 11 trừ 9 còn dư 2. 28 chia cho 3 được 4. Không được. 28 đâu chia cho 3, 9, 3, 2, 7. Không được. Như vậy thì chúng ta phải dễ để là 118 trên 15 nhé. Đấy, vậy thì chu vi đáy nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lấy nè, S xung quanh đúng không, thì sẽ bằng chu vi đáy 118 trên 10 15. Các em nhân với chiều cao. Nhân với chiều cao là nhân cho 2. Được chưa? Được chưa nào? Đấy, vậy thì đây mình sẽ là nhân cho 2 tiếp nè. Được chưa? Vậy thì đây giống như nhân với 2 trên 1 nữa, các em hiểu không? Thì nó sẽ bằng bao nhiêu? 8, 8, 2, 16, viết 6 nhớ 1. 2 nhân 1 là 2, nhớ 1 là 3. 2, 1 là 2. 2, 3, 6 trên 10, 15. Được chưa? Anh này chúng ta đã hiểu chưa nào? Đấy, tức là tính S xung quanh của anh này thì chúng ta phải tính là chu vi đáy nhân với chiều cao là 2. Vậy thì sẽ bằng bao nhiêu? 236 trên 15 nhé. 2, 3, 6 trên 1, 5. Và đây đơn vị là cm gì? Vuông. Rồi, thể tích. Thể tích thì sẽ bằng dài nhân với gì? Nhân với rộng nè. Và nhân với chiều cao. Đó. Nhân với 2 là giống như trên này, 2 trên 1 đúng không nào? Rồi vậy các em nhân tử với tử thôi. 7 nhân 8 nhân 2 trên 3 nhân với 5. Nhân với gì? Nhân với 1. Đúng không nào? Đó, vậy thế này không cần thiết. Rồi vậy thì chúng ta nhân lên 7 nhân 8 56. 56 các em nhân với 2. 56 nè. Các em nhân 2. 26 12 viết 2 nhớ 1. 52 là 10 nhớ 1 là 11. Trên 3 nhân 5 là 10. 15. Đấy, như vậy thì thể tích sẽ là 112 trên 15. 112 trên 10 15. Và đây cũng là phân số tối giản rồi, chúng ta cũng không rút gọn được. Rồi. Như vậy đến đây chúng ta đã xong cái bài số 2 các em nhé. Nhớ công thức của nó nha. Đấy, công thức của nó nhớ đừng có bỏ qua cái bước tính chu vi đáy các em nhé. Rồi sang cái bài tiếp theo. À, mình sẽ có cái bài là 3. Nối theo cái mẫu. Tức là ở đây họ cho mình một số cái hình xung quanh đây nè. Và ở giữa đây nè là có dạng hình trụ, có dạng hình gì? Hình cầu. Vậy thì muốn biết được cái này thì các em cần phải nhớ về cái gì? Về khái niệm hình trụ và hình cầu. Đúng không? Hình trụ là hình như thế nào các em nhỉ? Các em nào còn nhớ không nhỉ? Trong bên sách toán, tức là sách giáo khoa và vở bài tập toán, thầy đã dạy rất kỹ cho chúng ta phân biệt giữa hình trụ, hình cầu đúng không? Hình trụ thì nó có
hai đáy này, tức là đáy trên và đáy dưới đều là hình gì? Hình tròn bằng gì? Bằng nhau, đúng không nào? Đấy, đáy trên, đáy dưới là hình tròn bằng nhau và nó có một mặt gì? Mặt bên, đúng không? Đấy. Còn hình cầu á, hình cầu thì thầy cũng đã nhắc cho các em rất là nhiều rồi. Hình cầu tức là chúng ta nhìn mọi góc độ, tức là nhìn mọi phía đó, nhìn mọi góc gì, góc độ, hay nhìn mọi hướng, nhìn mọi phía thì nó đều gì, đều gì, đều tròn hết đó, chứ không phải nhìn một phía nó tròn, được chưa? Vậy đây ta làm sẵn cho mình cái mẫu này, quả bóng này, thì rõ ràng quả bóng các em nhìn bất kỳ ở góc độ nào thì nó đều là gì, đều tròn, do đó nó là hình gì, hình cầu, được chưa? Rồi, vậy thì cái quả này, cái này giống như một cái gì đây, một cái quả bóng tennis, đúng không? Đấy, vậy thì cái này cũng sẽ là dạng hình gì, hình cầu, đúng không? Ta nhìn mọi góc độ nó cũng sẽ là gì, tròn, được chưa? Rồi, cái hộp chè xanh, tức là đây là cái hộp chè người ta đựng gì, đựng chè đây. Các em nhìn thấy nè, đáy trên, đáy dưới đều là những hình tròn bằng nhau, có mặt bên. Vậy thì đây sẽ là dạng hình gì đây? Hình trụ nhá. Được chưa? Rồi, quả địa cầu, chúng ta học môn địa lý thì chắc chắn là gì? Thầy cô đã hướng dẫn rồi, đúng không? Vậy thì đây sẽ là hình gì? Hình cầu nè. Được chưa? Rồi, cái đo nhiệt kế này có hình cầu không các em? À, cái đo nhiệt kế nè, chúng ta thấy hai đầu của nó không thể là hình gì, hình cầu được, mặc dù nó cũng có những biểu hiện giống hình cầu nhưng mà không phải, hình trụ. Rồi, cái chai nước suối nè, ở dưới nè, ở trên nè là hai hình tròn, nhưng hai hình tròn này không gì, không bằng nhau, đúng không? Đấy. Rồi, hộp sữa bò nè, trên dưới nè. À, như vậy thì đây cũng sẽ là hình gì? Hình trụ nhá. Còn đây cái hình này có là hình trụ không? Ta nhìn thấy ngay cái mặt trực diện đây này, thấy là gì, nó không tròn rồi, đúng không? Nhìn mặt xéo này chắc nó còn méo nữa, đúng không? Đấy, vậy thì chúng ta chỉ có mấy? 3 cái hình cầu và 2 cái hình trụ. Được chưa? Rồi, và đến đây chúng ta đã xong cái tiết số 1. Đừng quên chia sẻ cái clip này cho các bạn đang học ở trong lớp, trong trường các em nhé. Rồi, tạm biệt các em.